Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong phần lý thuyết của cái bài số 6 này đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập bổ sung. Clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em ở cái bài 6.1 nha. Ok, rồi. Chúng ta đã tiến hành làm chưa nào? Nhớ là chúng ta phải làm trước rồi mình xem clip của thầy sau. Đừng bao giờ xem clip của thầy trước thì em sẽ không có động não được, không suy nghĩ, không tư duy được. Thì chúng ta càng ngày càng dở chứ không phải là càng ngày càng giỏi em nhé. Rồi, 6.1 này, cho cái hình số 8 ở đây, hình này này. Các đường thẳng người ta cho trước là ER, DB và FQ là song song với nhau. Nghĩa là anh này và anh này song song này. Khi đó hai đường thẳng DE và DF, đây, DE này, DF có vuông góc với nhau hay không? Vì sao? Thì ở đây người ta hỏi các em là có vuông góc với nhau hay không? Vì sao? Để mà nó có vuông góc hay không thì chúng ta phải tính được cái góc D này. Nghĩa là chúng ta phải tính được góc D này bằng bao nhiêu độ em. Nếu em tính được góc D ở đây mà bằng 90 độ thì chúng ta sẽ kết luận nó vuông góc. Vậy thôi. Các em hiểu nào? Đó, 90 độ thì sẽ vuông góc. Mà ở đây các em thấy người ta đã cho các em số đo ha. Người ta cho số đo là có mục đích trong đó chứ không phải tự nhiên người ta cho. Các em hiểu chưa nào? Như vậy làm sao để tính được cái số đo ở đây? Thì chúng ta sẽ có cách trình bày như sau. Đầu tiên thầy sẽ kể cái hình này, chúng ta vẽ giùm thầy vào vở. Thầy tận dụng cái hình ở trong sách, thầy không cần vẽ nữa mà thầy chỉ giảng để cho các em hiểu và trình bày cho các em xem nha. Thầy sẽ vẽ cái tia đối của tia DB. Các em thấy tia DB này. Bây giờ thầy sẽ vẽ tia đối. Tia đối là gì thì trong chương trình lớp 6 ta học rồi. Tia đối là tia thứ nhất là gì? Nó phải nằm trên cùng một đường thẳng này. Thứ hai nó phải chung góc, nghĩa là chung góc D này. Thứ ba nó phải gì? Khác phía, nghĩa là B nằm bên đây thì tia đối của nó phải kể về phía bên đây. Các em hiểu nào? Nghĩa là ở đây chúng ta phải kể này, cái tia đối của nó ở bên đây là cái tia D. Đây. Tia DB B phẩy đây, cho nên dễ gọi nha. Thì khi đó mà để tính được góc D ở đây này thì chúng ta sẽ xem cho rằng nó chính là góc D1 và đây là góc D2. Nếu các em tính được D1 và D2 và các em lấy hai góc này cộng lại thì nó sẽ ra được tổng là góc D ở đây. Các em có hiểu không? Như vậy thì góc D1 ở đây, chúng ta cùng ký hiệu thầy, đây là góc D1, đây góc D2 nha. Thì cái góc D1 ở đây nha, cái góc D1 ở đây nè, chúng ta sẽ như nào? Tại vì ER với lại DB, ER và DB này song song thì chứng tỏ hai này cũng song song. Tại vì anh này với anh này song song thì chứng tỏ ER với lại DB phẩy này cũng sẽ song song. Mà song song thì góc này 39 độ thì góc này cũng sẽ bao nhiêu? Cũng 39 độ ở vị trí gì đây? Đồng vị này. Thầy ghi luôn ở trên hình này để em thấy này. Vị trí này và vị trí này đồng vị này. Nên là vị trí giống nhau. Các em có hiểu không ta? Hiểu đúng không nào? Như vậy D1 chúng ta đã tính xong. Đó, D1 đã tính xong. Được chưa? Nó sẽ bằng góc ngay đây, người ta ký hiệu góc E1 đây. Ngay đây góc F1 này. Còn để tính được góc D2 đây thì các em thấy là cái góc D2 với lại góc F1 này là gì? Tại vì hai thằng này cũng song song với nhau, chứng tỏ hai anh này nó sẽ là gì? Ở vị trí ở đây bù nhau. Bù nhau thì chứng tỏ hai cái số đo hai góc này cộng lại bằng bao nhiêu độ? Bằng 180 độ. 180 độ thì chứng tỏ là gì? Chúng ta lấy 180 trừ cho 129 độ này ra. Các em hiểu không? Thì kết quả là bằng bao nhiêu độ? Các em là bằng chỗ này là bằng 51 độ này. 51 độ. Như vậy góc D1 có 39 độ, góc D2 bằng 51 độ, chúng ta lấy hai này cộng lại thì kết quả ở đây sẽ bằng 90 độ. Như vậy góc D chúng ta bằng 90 độ thì chúng ta kết luận góc D này chính là góc vuông, hay nói cách khác là DE sẽ vuông góc với DF. Xong. Các em có hiểu không? Hiểu chưa? Quan trọng là ở trên hình chúng ta phải hiểu trước. Khi trên hình mà các em hiểu rồi á thì cái bài này trở nên rất là dễ. Nên khi thầy giảng bài thì lúc nào không phải thầy trình bày ra để cho các em hiểu ngay, ghi chép ngay, mà chúng ta phải hiểu trước ở trên hình cái đã. Bước đầu tiên đối với giải quyết cái bài này thì chúng ta sẽ kể thêm cái tia đối nha. Kể thêm DB phẩy là cái tia đối của cái tia DB. Được chưa nào? Khi đó ER nó sẽ song song với gì? Song song với B phẩy, nên
ta có này, song song thì ta có cái góc gì, cái góc E1, nghĩa là cái góc D1 này sẽ bằng góc E1 sẽ bằng là 39 độ. Em ghi, chỉ việc ghi thầy ở đây là hai góc đồng vị, ghi thầy đồng vị là giáo viên sẽ tự hiểu thôi, auto hiểu ha, được chưa? Tiếp tục ta không có là vì B, B phẩy nó song song với FG, FB chứ, nên ta có như vậy. Hai góc này ở vị trí gì, trong cùng phía thì bù nhau, nghĩa là cái góc D2 cộng cái góc F1 sẽ bằng 180 độ. Em mở ngoặc ra đây là hai góc trong cùng phía, không không là cái em ghi thầy trong cùng phía không cũng được, hai góc trong cùng phía thì sẽ bù nhau, có đúng chưa? Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra góc D2 sẽ bằng 180 độ trừ cho góc F1 sẽ bằng 180 độ trừ cho 129 độ, có đúng không nào? Thì sẽ bằng 51 độ. Rồi, coi như là ok rồi đó. Như vậy thì từ đây chúng ta, vậy ta có góc D ở đây sẽ bằng góc D1 cộng góc D2, như vậy nó sẽ bằng là 39 độ cộng 51 độ thì bằng 90 độ, đúng chưa? Ta kết luận ở đây vậy, cuối cùng ở đây vậy hai đường thẳng góc D bằng 90 độ, thì vậy hai đường thẳng DE và DF vuông góc với nhau. Ok, em hiểu chưa nào? Đó, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng em nhìn lại cái hình này thì chúng ta nhớ các em phải vẽ nha. Cái hình này các em vẽ giùm thầy này, tại vì thầy tận dụng cái thời gian thôi, chứ nếu mà vẽ hình đi lại nữa thì rất là mất thời gian nha. Được nè, đó hình này đó. Ngay chỗ đây cái chữ đồng vị này các em không cần vẽ trong hình nhá, cái độ này các em cũng không cần ghi cũng được, mà ghi cũng được mà không ghi cũng được, ok. Nhưng mà ở đây chúng ta phải ký hiệu một này, ở đây một hai, chỗ này một nè, chỗ cái đường thẳng cái tia đối này bắt buộc phải ghi rồi, vẽ rồi đây các em, bài làm chi tiết dễ hiểu không nè. Như vậy thì chắc clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em bài 6.2 trở đi nha. Nếu được thầy sẽ quay 2 bài này luôn trong clip. Ok, chúc em học tốt nha. Nhớ like, comment, tích cực, đăng ký kênh, ủng hộ thầy. Các em có điều kiện nữa thì đăng ký khóa học online để mình nhận được đầy đủ cái link sách bài tập em nha, toán với vật lý. Ok, chúc em học tốt.